Con xin kính chào các quý thầy, các quý Phật tử. Con là thành viên của nhóm Ngàn Lời Ca đến đây chúc vui. Con xin mở màn nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo, thơ của nhà sư Thích Nhất Hạnh, nhạc của Phạm Thế Bình. Một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn đời vui xưa đi. Lâu mai này thì qua mắt đi, như nắng không mặt trời, như nơi thơ không ngủ cười, đưa đời mình hộp lớn khôn. Oh,
lòng.